Chiều ngày 20 tháng 9, Đảng bộ Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tá Trần Quốc Khánh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang dự và chỉ đạo hội nghị. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ Đồn biên phòng cửa khẩu Lộc Bình tập trung lãnh đạo toàn diện có trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong đó lãnh đạo, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm như độc lập và phối hợp bắt giữ 10 vụ, 12 đối tượng, tăng vật gần 72 kg ma túy, 72 vụ, 32 đối tượng buôn lậu, trị giá hàng hóa khoảng 1,2 tỷ đồng, điều tra khởi tố 19 vụ, 22 đối tượng liên quan hành vi vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới, vi phạm quy định về xuất nhập cảnh, dẫn chuyển tàn trữ trái phép chất ma túy, hàng cấm. Cùng với đó, đơn vị xử lý, giải quyết kịp thời, hiệu quả vụ việc xảy ra trên biên giới, cửa khẩu, không để xảy ra điểm nóng, làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, tích cực tham gia giúp dân giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Đại tá Trần Quốc Khánh ghi nhận biểu dương những thành tích đơn vị đạt được nửa nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị tập thể đảng bộ, cán bộ, chiến sĩ tăng cường chấp hành nghiêm kỷ luật, nói không với tiêu cực, thường xuyên huấn luyện trao dồi chuyên môn nghiệp vụ tăng cường quản lý bảo vệ chặt chẽ an toàn mọi mặt chủ quyền an ninh biên giới quốc gia